các bác nhìn thấy mê luôn đấy. Chào bác quý vị, đây là chiếc đèn Tiffany. Con này là thân chiếc đèn Tiffany này có chóa trên 40, chiều cao trên 60 các bạn. Điểm nổi bật của nó em nó là con này là con thân con chuồn chuồn màu đỏ. Chân quỳ được đúc nhé, chân quỳ đúc rất là chắc chắn luôn. Con này được thiết kế với lại ba đèn nhé, ba bóng đèn ở trên chóa này, trên chóa này thiết kế với hai bóng đèn và trong thân này một bóng đèn nữa. Các bác có thể dùng công tắc giật này, giật để tắt bớt này. Đấy để tắt bớt từ bóng đèn này. Những chiếc đèn Tiffany này các bác dùng để trang trí ở phòng khách, rồi các kệ tivi, các tủ rượu vân vân, và các kệ phong cách cổ điển, rất là cổ điển luôn, quá đẹp. Ngoài ra thì dùng đèn ngủ kê ở hai kệ tủ kệ ở hai bên đầu giường, cực kỳ đẹp luôn, trang trí. Chiếc đèn là Tiffany, số thứ tự của chiếc đèn này là số 6, mức giá 5.9.000 ạ, 5.9.000 chiếc đèn này. Các bác cứ tham khảo thoải mái ạ, giá em Tuấn đều khai báo giá rõ ràng để nó nhanh. Và đặc biệt là chóa, các bác chú ý nha. Đối với dòng đèn như thế này, các bác mua thì bác phải hỏi là kích thước chóa bao nhiêu. Chứ không đừng bảo Tuấn ơi sao đằng kia chú bán 5.9.000 mà đằng kia người ta bán có 5.2.000 hay là 4.8.000 hay 4.9.000 ạ. Các bác tham khảo nha. Lúc đấy nó chóa là hỏi nó chỉ có 3 triệu, chóa chiều rộng của nó chỉ có 38 36 thì mệt lắm, chiều cao hơn 50 thì thôi đấy, chắc chắn là giá đấy rồi ạ, tiền nào của đấy thôi. Còn tất cả kênh của em Tuấn thì từ trước đến giờ bán hàng đều khai giá cho các bạn vào tham khảo xem, cảm thấy hợp túi tiền thì alo cho nó nhanh, không bao giờ giấu giá. Đi mua hàng bây giờ em thấy thôi, chỉ vào một số kênh mua, cứ quay lại eBay và inbox chẳng muốn inbox nữa. Bây giờ cứ bán hàng văn minh công khai đi. Các bác cảm thấy em Tuấn báo giá thấy có cao quá thì thôi, thấy chỗ nào thấp hơn thì mua đấy, nó dễ hơn, nó thoải mái, cực kỳ đẹp luôn ạ. Chiếc đèn Tiffany đấy. Cái chóa đường kính đèn phía dưới này, cái chóa đường dưới này nó tầm khoảng 18 cm chiều ngang này, phải nói là cũng đặc cấp. Tầm tiền với tầm hơn 5 triệu, mức giá quá bình dân, quá là bình dân rồi. Những chiếc đèn như này ở những cái kệ tủ âm thanh, rồi là một số điểm các bác dùng hai con này để hai bên đôi loa hai bên đây. Đẹp lung linh luôn, đó là đẹp lung linh luôn. 5.9.000 ạ, 5.9.000. Ngoài ra thì các bác có thể trang trí, mà các bác nên mua sắm dần đi. Có nhiều bác là cứ Tết đến là các bác cứ giục em những cái đèn này hỏi nhiều quá. Tết em không cung cấp nhiều được cho bác đâu. Cái thứ nhất, Tết nó vừa đắt, lại không vận chuyển được, hoặc là vận chuyển nó khó, mọi cái nó đội lên. Các bác cứ dồn, mình mua cái này mình chơi cả đời, chơi quanh năm ngày tháng chứ đâu cũng phải Tết. Nên là cái dòng này mà cứ Tết thì các bác dồn em về lắm, em chịu. Tết thì bỏ tay. Riêng em Tuấn là Tết là bán này, mừng tuổi này, bán rẻ bớt đi này, xong nghỉ. Em kinh doanh không dồn về Tết, nói luôn thế các bác. Tại sao? Vì về Tết các bác lúc mua nhiều nhất thì lúc đấy em không ship được hàng, nói thật không ship được hàng, bởi vì em bán toàn khách xa mà. Nên cứ tầm 15-18 là em bắt đầu nghỉ, chuẩn bị nghỉ đấy. Chiếc đèn này em xếp số thứ tự đây các bác nhé, số thứ tự là số 6, giá 5.9.000, chiếc đèn là Tiffany chân quỳ, con chuẩn chuẩn màu đỏ, các bác chú ý nhé, thân chuẩn chuẩn màu đỏ nhé, số 6, giá 5.9.000 đấy. Em cảm ơn.